Bánh chuối nướng bánh mì ngon ngất ngay con gà tây luôn các bạn ơi. Ăn không bao giờ ngán nha. Làm theo cách của mình là ăn không bao giờ ngán. Mà càng thích ăn bánh mì nhiều hơn chuối nữa. Bây giờ chúng ta bắt tay vào làm nha. Mình mua được một cái nải chuối chín rồi các bạn. Này nó mềm hết rồi. Cũng chín nhiều nhiều lắm rồi đó. Và một cái miếng chuối lẻ này. Này nó chín nó rụng xuống nè. Bây giờ mình lột ra. Mình ướp qua đêm nha các bạn. Tại vì mình làm với bánh mì mình ướp qua đêm nó ngon. Bây giờ mình lột những cái chuối này ra nè. Hồi nãy này thì chín rồi nó rụng hết rồi. Mình chạm nó rụng. Chuối thì ăn rất là bổ, nhưng mà phải biết cách ăn và phải biết cách chế biến cho nó không ngán nha các bạn. Hôm nay mình làm mà bánh chuối nướng bánh mì. Mình làm tới đâu mình review tới đó nha. Bước đầu tiên là mình lột chuối để mình ướp nè. Rất là ngon, nó chín rồi nó mới như vậy nha các bạn. Nải chuối mình lột ra xong còn khoảng 1,5 kg đó các bạn. Bây giờ mình ướp vô đây đường nha. Thì đường này tùy theo khẩu vị, mình ăn thì ít, nhưng mà mình làm đi đám giỗ hay là đi đám thì mình cho nhiều một chút nha các bạn. Này mình ướp 100 gram đường nè. 100 gram là cũng không có nhiều đâu nha. Tới ngày mai mình mới làm. Đây là muối nè các bạn. Muối nha. Ba gam muối. Sóc lên. Sóc lên cho đường với muối nó hòa quyện vào nhau nha các bạn. Mình đem để tủ lạnh nữa đó. Đây là cái bịch bòm, bịch rượu mà mình đã mua ở ngoài chợ nè. Đây là Mai Quế Lộ nha các bạn. Mình xài rượu thơm không à. Nếu các bạn có rượu vang cũng được, hoặc là rượu trắng cũng được. Nhưng mà cái này mình làm bánh còn lại nè. Bây giờ mình cho vô đây nha. Cho vô đây khoảng 3 muỗng rượu Mai Quế Lộ. Rồi ướp qua đêm thì rượu này nó thơm lắm các bạn, rất là thơm luôn rồi đó. Mình làm mình trộn lên, mình để tủ lạnh nha, ướp qua đêm để tủ lạnh. Làm cái bịch rượu cho nó, mình lười bỏ vô chai mà mình bỏ vô. Giờ các bạn thấy nó thấm chưa? Làm cho nó thấm rượu, thấm đường, thấm muối ha. Khoảng 1,5 kg thì mình làm hai ổ đó các bạn, hai ổ bánh nhỏ nhỏ rồi đó, mỏng mỏng thôi. Rồi mình đem để tủ lạnh qua đêm nha. Chuối mình ướp qua đêm rồi nè các bạn, nó ra nước như vậy đó. Bây giờ bắt bếp lên, mình đổ vô đây mình xên nha. Xên vừa phải thôi nha các bạn. Đó. Như đây mình làm hai gần 2 kg chuối nè, mình làm hai ổ. Đổ ra nó cũng nguội rồi nè nha các bạn. Mình lấy mấy trái chuối đẹp mình để riêng. Mình sẽ làm hai sửng. Nha. Còn hơi nóng nóng nữa chứ. Mình để riêng mình cắt ra. Còn bây giờ thì mình cũng cắt cái phần chuối này ra.
Đây là bột mì nha các bạn, một ít bột mì 50g à. Đây là bột thơm, nước cốt dừa một lon, sữa đặc. Hồi qua thì đường mình cũng đã mình cũng đã bỏ vô chuối mình ướp rồi ha. Mình chắc nước chuối qua đây, mình chia đôi ra ha. Như mình làm cái nước cốt dừa thì mình làm một, rồi một lát mình chắc ra làm đôi. Đó, đây là nước đường và chuối đó. Bây giờ mình sắc chuối ra nha các bạn. Các bạn muốn sắc theo kiểu này cũng được, mà các bạn sắc theo kiểu kia cũng được. Tại mình làm một lớp chuối chính giữa hả. Đây là cái nước chuối nha các bạn. Mình đổ lên đây hết một lon nước dừa nè, 400ml. Mình cho thêm, mình cho thêm nước, cho 300ml nước nữa nè. Thêm nước nha. Mình tính thêm bơ mà mình không có thêm bơ đó các bạn. Mình làm 12 ổ bánh mì lận, mình thêm 500ml nước á. Rồi, đây là sữa đặc nè, nửa hộp sữa đặc. Ngọt ít thôi nha các bạn, không có ngọt nhiều. Giờ mình quậy lên, mình nếm. Đây là 500g bột mì, bỏ vô đây luôn ha. Bỏ vô đây một ít, bỏ vô chuối một ít nha các bạn. Mình đã đổ qua kia một nửa rồi nha các bạn. Bây giờ bánh mì này mình sắc ra. Còn nếu có bánh mì nguội thì các bạn làm bánh mì nguội cũng được ha. Không có bánh mì nguội thì mình làm bánh mì nóng, nhưng mà bánh mì nóng thì nó không ngon, nó không dẻo các bạn. Chắc là mình để vậy ha. Cái này nó cũng nguội rồi, mình mua lúc sáng mà trưa mình mới làm. Cắt ra từng miếng vậy nha các bạn. Mình không cắt nhỏ, mình thích làm cái kiểu này. Còn chuối này mình cũng phải ướp vô một chút xíu bột mì, đặng cho nó dính vào bánh mì á, dễ dính. Giờ mình đổ vani vô nè các bạn. Nãy giờ quên, mỗi bên một ống thôi ha, một ống rưỡi cũng được. Đó, rồi mình quậy lên cho nó thơm. Rồi bây giờ mình bắt đầu nè. Bánh mì mình để bánh mì ổ như vậy, chứ mình không có để xé nhỏ nha các bạn. Bắt đầu mình nhúng vô, nhúng vừa ướt thôi. Mình không có thích mà nó rã ra là ăn ngán lắm các bạn nha. Vừa ướt như vậy nè, một lát còn nước mình đổ lên trên mặt là nó cũng trôi xuống đáy à. Rồi đây là một cái sửng này mình lót giấy nến nè các bạn, lót giấy nến ấy dầu vô mà hãy mình làm bánh mì nguội thì nó ngon nha, bánh mì nóng thì nó hơi rã đó. Thứ nhất là mình không ăn ngọt, mình lấy ngọt từ chuối. Mình không có lấy ngọt từ đường. Đó. Mình lót cái mặt vàng xuống nha các bạn. Trong nước dừa này mình có pha một ít bột. Nếu các bạn nào muốn ăn béo nhiều thì đập trứng vô nè. Còn này mình đem vô chùa cho quý cô ăn, mọi người ăn thì mình không có làm trứng. Có 4 miếng à, mình chuẩn bị 6 miếng lận đó.
Rồi. Nó vừa ướt như vậy nha các bạn. Giờ mình sắp chuối vô chính giữa nè. Mình sẽ chia chuối ra làm đôi. Này bánh mì ăn còn ngon hơn chuối đó các bạn. Mình đã làm rồi. À, chuối này nó thơm lắm, mình ướp rượu mai quế lộ đó, nó có cái mùi đặc trưng của nó. Làm từng lớp một, không có trộn chung, ăn thì nó không có ngán. Mà những người ăn ta thích ăn bánh mì đó các bạn, bánh mì nó rút nước dừa và nó ngọt hơn, ta không thích ăn chuối đâu. Một lớp chuối ha. Rồi bên này làm thêm một lớp bánh mì nữa nè. Đây, mình sẽ đậy lên đây, ép xuống. Làm vậy nó ráo bánh mì hơn nha các bạn. Làm bánh mì nhiều nhiều cho nó ngon. Làm kiểu này thì người ta thích ăn bánh mì đó các bạn, không thích ăn chuối nhiều đâu. Bây giờ nó ngon ở bánh mì. Ém ha. Ém cho chặt nha các bạn. Giờ chuối này mình cũng làm với bột rồi nè, nó ép xuống ha. Ép chặt xuống nha. Còn nước dừa còn lại các bạn thêm vào nha. Nó cũng đi xuống dưới hết rồi các bạn.
thể thiếu cái này nha các bạn. Này là mè. Có mè vô cho nó thơm nó ngon ha. Nhà mình ăn mè dữ lắm các bạn ơi. Rồi mình dặn lửa 200, mình cho vòng 1 tiếng nha các bạn. Rồi chúng ta đem đi nướng thôi.